Xin chào mọi người, mình là Jenny đến từ Co68. Nhân dịp Trung thu này thì Co68 có tổ chức một dự án từ thiện mang tên là Trung thu đầu tiên, với mong muốn là gây quỹ ủng hộ và giúp đỡ cho 177 em bé mồ côi, khuyết tật tại Cô Nhi viện Thiên Bình, tỉnh Đồng Nai. Tụi mình mong muốn xây dựng bằng cách đó là bán những chiếc áo này để ủng hộ gây quỹ. Giá của một chiếc áo sẽ là 349.000 Việt Nam đồng, và tụi mình sẽ cam kết là 100% lợi nhuận từ việc bán áo sẽ được ủng hộ để giúp đỡ 177 em bé tại Cô Nhi viện. Với thông điệp cho đi là để nhận lại nhiều hơn, tụi mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn để có thể lan tỏa giá trị và tổ chức một mùa Tết đoàn viên thật là đầm ấm cho những em bé kém may mắn hơn chúng ta. Để ủng hộ dự án thì các bạn có thể đặt áo theo link mình để ở phần description hoặc là comment bên dưới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn có một mùa Tết Trung thu an lành bên người thân. Bye bye. Rồi, xin chào anh em, lại là mình đây, mình là Minh Khang đến từ Co68. Thì tuần trước mình có lỡ hẹn với anh em là mình không cho ra một cái video, tại vì tuần trước là thật ra là thị trường nó cũng khá là nó không có biến động quá là nhiều, với lại mình cũng bị một phần ảnh hưởng bởi sức khỏe nữa, nên anh em thông cảm cho mình nha. Nhưng mà tuần này mình đã trở lại rồi đây, và thực sự thì cái diễn biến tuần này đó anh em nó trái ngược với tuần trước hoàn toàn luôn. Tại vì tuần này nó có rất là nhiều cái tin tức hay mà mình rất là phấn khởi để mà truyền đạt những cái tin tức này đến cho anh em. Đó, thì chúng ta hãy tạm gác qua một cái câu chuyện là giá của BTC hay là giá của những cái đồng coin top trên thị trường đi. Tại vì anh em thấy đó, trong cái khoảng 1-2 tuần vừa qua thì đến thời điểm hiện tại, ngay khi mình làm cái video này thì giá này nó vẫn cứ sideways như vậy, nó không có biến động quá là nhiều đúng không? Nhưng mà ở bên lề thị trường thì chúng ta có những cái thông tin và có những cái biến động nó cũng khá là dữ dội, đặc biệt là đối với những cái đồng coin mà được nhiều anh em săn đón nhất hiện nay. Và mình sẽ không dài dòng nữa mà chúng ta hãy tiến ngay vào cái video ngày hôm nay thôi anh em. Đó, thì như anh em thấy là trên màn hình của mình đây là chúng ta có một cái dự án mà mình cho rằng là khá là lớn, và rất nhiều anh em cũng tin tưởng cái dự án này ở trong cái mùa uptrend lần trước, và đến bây giờ thì mình nghĩ rằng họ vẫn đang làm rất là tốt đó chứ. Nhưng mà vào cái khoảng đầu tuần qua thì đã dính một cái phết khá là lớn anh em. Thì đây là AVAX. Thì anh em biết á, là cái phết này á, nó khởi đầu từ một cái bài báo của một cái bên truyền thông họ đưa tin, đó chính là CryptoLeak. Thì để cho anh em nào tránh hiểu nhầm á, thì ở đây mình có lưu ý trong cái bài viết này cho anh em đó, thì cái nội dung này là mình chỉ muốn truyền tải cho anh em những cái chuyển động kịp thời trên thị trường thôi. Nó có một cái biến gì đó là mình cập nhật cho anh em liền. Còn về bên phía của CryptoLeak á, thì đây thực sự là một cái bên thân với dự án ICB, và những cái bài điều tra của họ về những cái first về các dự án khác á, thì thật ra là họ vẫn đưa ra những cái bằng chứng nó khá là xác thực. Nó không chỉ về chữ viết mà nó còn về video nữa. Nhưng mà ở đây mình đứng trên quan điểm là mình là người truyền tin cho các bạn, thì mình sẽ không đánh giá nó đúng hay nó sai cả, mà mình chỉ đơn giản là mình trao đổi với nhau mà mình đưa tin tức cho các bạn thôi. Đó, thì đây là cái lưu ý của mình ha. Vậy thì cái diễn biến của cái vụ việc này nó ra sao thì anh em biết á, là vào đầu tuần qua thì CryptoLeak á, đã cho ra mắt một cái bài báo để xuất bản một cái bài báo mà mình tạm gọi đó chính là một cái cuộc tấn công, một cái cuộc tổng tấn công vào AVAX. Thì ở trong cái bài báo của CryptoLeak đó, thì họ có đưa ra rất nhiều những cái bằng chứng như mình đã đề cập ở đầu video đó, là không chỉ về chữ viết mà còn về video nữa. Và cái vụ này nó xảy ra ra sao thì đó, CryptoLeak họ nói rằng cái vụ này đó nó xảy ra là bắt đầu từ cái công ty luật đó. Và cái công ty luật này là gì? Công ty luật này thì mình nghĩ rằng anh em cũng khá là quen thuộc rồi, đó chính là công ty Roche Fredman. Đó, thì cái công ty luật này nè, nó là một cái công ty mà chuyên thực hiện những cái vụ kiện tập thể để nhắm vào những cái nền tảng crypto nổi tiếng. Như là anh em thấy là chúng ta từng có Binance US đúng không? Bị kiện vì niêm yết Luna chẳng hạn, và giống như kiểu là không có những cái ràng buộc rủi ro cảnh báo tới người dùng về Luna, sau đó Luna sập. Đó, thì cái công ty Fredman này nè, đó đã kiện bên phía Binance US, rồi cũng kiện luôn bên phía Solana. Thì cái vụ mà Solana đó thì anh em cũng khá là quen đúng không? Thì cái vụ Solana là cái công ty mà đứng sau cái vụ kiện mà Solana bị cáo buộc là chứng khoán đó anh em, và bị cáo voi thao túng đó, thì cũng do công ty Fredman này. Đó, và còn nhiều những cái nền tảng khác nữa. Thì CryptoLeak á nói rằng đó là thực sự là AVAX á là trước đây đã từng có một cái cấu kết ngầm với công ty này. Đó, và cái đơn và cái người mà đứng ra mà cấu kết với AVAX á, đứng trên cái phương diện gọi là cái công ty này đó, thì đó chính là ông Kai luôn. Đó chính là ông nè, đây là cái ông này nè anh em. Đó, ông Kai Roche nè, là ông là nhà sáng lập của cái công ty Roche Fredman này. Đó, thì cái ông này đó, ông mới cấu kết với bên phía đội ngũ phát triển của AVAX, mà ở đây là một cái đơn vị đó chính là Avalab.
nè, là cái công ty phát triển đứng sau Avax đó, thì cả hai bên có cấu kết với nhau và đưa ra những cái thỏa thuận ngầm với nhau rằng ra sao. Đầu tiên đó thì Avalab sẽ cho cái ông Kai này những cái phúc lợi nhất định, đó chính là về token của Avax và cổ phiếu của bên Avalab luôn. Tức là anh em biết là họ thỏa thuận với nhau thì bây giờ bên phía của Avax á, cho ông này một số token, rồi cho ông này những cái cổ phiếu nhất định, tức là cho về mặt quyền lợi rất là nhiều. Và đổi lại đó thì ông này và công ty luật của ông sẽ làm gì, sẽ có những cái gì ngược trả ngược lại đối với Avax. Thì ở đây đó, bên phía của mà bên phía của CryptoLeaks đó, thì những cái thỏa thuận ngầm này á, nó sẽ xoay quanh những cái vấn đề như sau. Thứ nhất á, là cái công ty luật này sẽ đảm bảo tất cả những cái ưu đãi về mặt pháp lý đối với Avax đó ha. Bằng cách nào? Thì những cái ưu đãi pháp lý này mà để trong ngoặc kép nha anh em phải hiểu đó là mình để trong ngoặc kép, thì những cái ưu đãi pháp lý này sẽ được cái công ty Fredman này thực hiện thông qua là những cái vụ kiện đối với những cái nền tảng đối thủ đó. Anh em có thấy thâm hiểm không? Tức là sao? Tức là sẽ bảo vệ cho Avax khỏi pháp lý bằng cách là thực hiện một đòn tấn công pháp lý đối với những cái nền tảng đối thủ khác đó. Và cái việc này nó có hai cái mục đích. Ở đây mình trình bày rõ cho anh em luôn, cái mục đích thứ nhất là gì? Tức là gây một cái sự tổn thương đến với những cái nền tảng đối thủ của Avax và khiến cho họ bị yếu ớt về mặt pháp lý đi, và từ đó giúp cho Avax có thể trưởng thành hơn, có thể vượt trội hơn những cái nền tảng đối thủ khác. Đó, tại vì anh em biết được rằng á, là cái bức tranh pháp lý trong thị trường tiền mã hóa nó cực kỳ quan trọng. Khi một cái nền tảng nào mà bị dính phớt về mặt pháp lý rồi, bị chính phủ, bị chính quyền, bị các cơ quan chức năng sờ gáy rồi thì rất khó để ngoi lên lại anh em. Đó, cái ông Kai này, ông đã dùng một cái đòn tấn công mạnh mẽ nhất để mà có thể giúp cho Avax, bảo vệ Avax đó. Và cái mục đích thứ hai, tức là bằng cái việc mà thực hiện những cái vụ kiện đối với những nền tảng đối thủ khác đó, thì cũng sẽ giúp cho Avax né được cái tầm ngắm của các cơ quan chức năng, các cơ quan quản lý ở Mỹ, mà ở đây đó chính là CFTC và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ SEC. Anh em, đó, tức là một mũi tên nhưng mà bắn dính rất nhiều con nhạn đó anh em. Đó, thì tất cả những cái bằng chứng này đều được CryptoLeaks đưa ra hết. Và như mình đã nói ở video là có những cái đoạn mà bằng chứng bằng video mà phỏng vấn trực tiếp ông Kai này nói chuyện với ổng luôn. Đó, nên vì thế khi mà cái lúc mà cái bài báo của CryptoLeaks được đưa ra đó anh em, thì cộng đồng họ rất là hoang mang anh em. Tại vì nó quá là xác thực đi. Khi mà bạn phớt một cái gì đó mà bạn chỉ bằng chữ viết thôi thì nó một phần nào đó chúng ta cũng bán tính bán nghi đúng không? Nhưng mà khi phớt cả bằng video mà có giọng nói của cái ông Kai luôn, là nhà sáng lập của cái công ty luật đó luôn, thì dĩ nhiên là nó sẽ rất là kinh khủng anh em. Đó, và ngay lúc đó nha, chưa dừng lại đó đâu, thì ngay lúc đó CEO của Binance là CZ luôn, ông cũng đăng một cái dòng tweet ở trên trang cá nhân của ông đó, thì ông cũng bày tỏ một cái sự thất vọng về cái vụ này. Thì ở đây mình giải thích ra tiếng Việt cho anh em, đó chính là ông nói là cái vụ việc này nó quá là điên rồ đi, và ông không có biết được rằng á là cái vụ việc này nó có đúng hay không, nhưng mà những cái video được ghi lại qua những cuộc nói chuyện đó là dường như nó chúng ta không thể nào chối cãi được nữa rồi. Và tại sao á Avax lại xem Binance, nhắm tới Binance như là một kiểu như là tấn công Binance như vậy, mà không phải là cạnh tranh một cách công bằng đối với Avax? Đó, thì anh em biết ngay vào lúc sáng đó khi mà cái tin tức này nó được đưa ra, thì giá Avax đâm cỡ khoảng là hơn 10% anh em. Đó, thì mặc dù cái tweet này đó là vào chiều hôm đó CZ đã xóa rồi, nhưng mình đã kịp mình chụp lại cái ảnh này để mình giữ làm bằng chứng cho anh em xem ha. Và không những như vậy đâu, ngoài những cái thỏa thuận ngầm đối với cái công ty luật này, thì nó còn hé lộ những cái bằng chứng phía sau cái câu chuyện này nữa anh em. Và CryptoLeaks tiếp tục đưa ra những cái câu chuyện đằng sau cái bức tranh này nữa. Đó chính là sao? Đó chính là CEO của Avax đó, là ông Emin Gur đó, thì ổng một mặt đó, thì bên phía CryptoLeaks khẳng định đó, một mặt á thì CEO Avax luôn luôn lên mạng để mà tuyên bố rằng là bất kỳ dự án nào gặp những cái lỗi kỹ thuật, gặp hack thì bên phía Avax cũng luôn giúp đỡ, nhưng ở đằng sau lưng thì lại thỏa thuận ngầm với công ty luật này để tấn công những cái nền tảng đó. Tức là hai mặt đó anh em. Đó, anh em thấy nó ghê không? Rồi, và tiếp theo nữa đó, thì ngoài cái việc mà bảo vệ pháp lý cho Avax, thì bên phía cái công ty luật này đó, họ còn đưa ra những cái xác suất tính toán để cho cộng đồng thấy được rằng là Avax rất có một cái khả năng rất là ít để mà có thể biến thành một cái token chứng khoán như là bên phía của Ripple hay là như là bên phía của các cái nền tảng khác. Tức là một mặt á, thì vẫn kêu gọi nhà đầu tư rằng là Avax là có tiềm năng rất là cao nha, không thể nào là chứng khoán được nha. Nhưng mà một mặt á, thì cái hành động đó thì đã được sâu chuỗi trong cái hệ thống rồi, đã được hai bên thỏa thuận để đẩy nó lên rồi. Tức là anh em biết là ở cái điểm này thì chúng ta nhìn ra được cái gì? Chúng ta nhìn ra được là liệu
Nếu mà khi chúng ta biết được những cái sự thật này thì dấu chấm hỏi đằng sau cái giá trị cốt lõi của AVAX là gì, đúng không? Đó thì theo mình thì mình nghĩ như vậy. Và tiếp theo nữa anh em, tiếp theo nữa là xuất hiện thêm một cái sự thật khác, đó chính là cái công ty luật này đó và riêng cá nhân của ông Kyle Roach đó, thì ổng đã từng có liên quan đến Ripple anh em. Ổng từng liên quan đến Ripple. Và cái vụ việc Ripple này thì nó là đằng trước AVAX nữa. Đó, thì trước khi mà cái sự thật AVAX được bới móc lên, được phơi bày lên, thì trong quá khứ đó, vào cái thời điểm đầu cái công ty luật này được thành lập, thì ông Kyle Roach này đó, ổng đã đi, ổng gặp CEO của bên Ripple, đó chính là Brad Gelinghouse. Đó, anh em thấy nó dần dần nó có nhiều cái điều thú vị sau đúng không? Đó, và cái cuộc gặp này là gì? Cái cuộc gặp này đó thì ông Kyle, ổng mới nói với ông CEO của Ripple rằng là bây giờ tôi có những cái kế hoạch như vậy đó, tôi có những cái chiến lược như vậy đó. Và những cái chiến lược, những cái kế hoạch này là gì? Thì nó tương tự như những cái chiến lược và kế hoạch đang áp dụng với AVAX. Đó, anh em thấy nó bất ngờ không? Tức là cái câu chuyện bây giờ giữa AVAX và công ty luật này nó không phải là những cái hành động mới bắt đầu, mà nó đã từng có trong quá khứ trong cái mối liên quan với Ripple rồi. Đó, thì vào cái thời điểm đó đó, ông mới nói với Ripple là như vậy. Và ông nói rằng là bây giờ nếu mà anh muốn thì tôi làm cái này cho anh, nhưng mà đổi ngược lại thì bên phía Ripple phải tài trợ cho cái công ty luật này. Thì bên phía của CryptoLeaks họ bới móc lại, họ khẳng định rằng là vào cái thời điểm đó thì bên phía của CEO Ripple, ông đã đồng ý cái thỏa thuận này anh em. Tức là sao? Tức là bây giờ nó sẽ không phải là câu chuyện giữa AVAX và công ty luật này nữa, mà nó còn quay trở ngược về quá khứ rằng là câu chuyện giữa Ripple và công ty luật này. Mà bây giờ anh em thấy đó, Ripple thì đang dính vào vụ kiện với SEC đúng không? Mà giờ nếu mà cái sự thật này được bới móc ra thì bây giờ chúng ta đã có một cái sợi dây, một cái sợi dây tội lỗi của bộ ba Ripple, AVAX và cái công ty luật này và nhà sáng lập Kyle nữa. Thì anh em thấy nó quá là bất ngờ đúng không? Đó, nhưng mà dần dần đó thì chúng ta cũng phải bình tĩnh lại. Đó, và ngay cái lúc mà cái bài báo này được đưa ra thì CEO của bên phía AVAX thì ông cũng đã lên tiếng anh em. Ông cũng đã lên tiếng và ông phản bác rất là gay gắt. Ông nói rằng là ông không thể nào ông hiểu được là cộng đồng lại tin vào một cái bài báo nó vớ vẩn đến như vậy. Và trong khi đó, những cái lập luận và những cái tuyên bố sai sự thật của CryptoLeaks thì đã có gì chứng minh đâu. Đó, và ông khẳng định với cộng đồng rằng là AVAX sẽ không bao giờ làm những cái hành vi bất hợp pháp như vậy. Và cùng thời điểm đó thì cộng đồng của bên phía AVAX họ cũng đã hoạt động rất là mạnh mẽ để họ ủng hộ dự án anh em, bằng cách họ đưa ra những cái bằng chứng. Mà ở đây, và mình cho rằng cái bằng chứng này nó cũng khá là thuyết phục, đó là họ đào móc, họ bới móc lại một cái bài viết của cố vấn chung của AVAX. Thì cái ông cố vấn chung này đó thì ổng cũng là một nhà luật sư. Và cái bài viết này được xuất bản tầm khoảng tháng 6 nha anh em, tầm khoảng tháng 6. Thì cái bài viết này đó nói rằng là sao? Nói rằng là những cái nhà mà hoạch định chính sách và những cái nhà quản lý đó không có nên ghép tội Solana là chứng khoán. Đó, tại vì anh em biết lúc đó thì Solana gặp rất là nhiều phớt đúng không? Và rất nhiều bên nói Solana là chứng khoán. Đó, và cái lập luận trên cơ sở nói Solana là chứng khoán là gì? Đó chính là thông qua một cái bài kiểm tra Howey. Đó, nhưng mà bên phía cố vấn của AVAX á thì ông mới đưa ra một cái bài báo đó, ông nói rằng là không có nên dùng cái thuyết Howey này để mà ép Solana là chứng khoán. Và không chỉ riêng trường hợp của Solana đâu, các ông hãy nên xem kỹ lưỡng lại lý thuyết của bài Howey trước khi áp đặt nó với bất kỳ một cái đồng token nào đang lưu hành trên thị trường. Tại vì á, hãy để cho họ yên đi. Đó, hãy để cho họ yên đi, hãy khôi phục lại tính công bằng của bài kiểm tra Howey đi. Thì nôm na chúng ta hiểu được rằng á, là cố vấn của AVAX đã rất bảo vệ Solana đó và bảo vệ những cái token khác. Và anh em nhớ cho mình một điều, đây là một cái bài viết của cố vấn bên AVAX được đưa ra hồi tháng 6. Nhưng mà cái sự kiện mà cái công ty luật này đó kiện Solana là vào tháng 7. Tức là chúng ta phân ra hai giai đoạn nha. Tức là bên phía AVAX đã có một cái bằng chứng ủng hộ Solana vào tháng 6, nhưng mà công ty luật này họ vẫn bất chấp họ kiện Solana vào tháng 7. Vậy thì chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi rằng là từ cái hành động này, từ cái bằng chứng này thì Solana đó bị kiện không phải là do AVAX giật dây ở đằng sau, mà AVAX á, và cái công ty luật này hoàn toàn hoạt động độc lập với nhau, chứ không như cáo buộc của CryptoLeaks nói rằng là AVAX giật dây bên phía công ty luật này và cả hai cấu kết để mà hãm hại những cái dự án đối thủ. Đó, thì vào cái đầu tuần này thì cái câu chuyện nó là như vậy anh em. Nhưng mà
Chỉ một ngày sau đó thôi thì cá nhân mình thì mình cũng ban đầu thì mình cũng bán tính bán nghi thôi anh em, chứ mình chưa khẳng định gì nhiều. Nhưng mà chỉ sau đó một ngày thì mình, bây giờ cái niềm tin của mình đối với AVAX trong trường hợp này là vô tội, là thật. Tại vì sao? Tại vì trong sáng ngày hôm sau anh em, thì CEO của AVAX đó, ông đã đưa ra một cái bài cá nhân của ông cũng rất là dài ở đây. Thì ông khẳng định tất cả rằng là cái công ty luật đó, cái công ty luật Fredman đó, và cả cá nhân ông Khai nữa chưa hề có nhận một cái đồng token nào, một cái cổ phiếu nào, và cũng chưa hề liên quan đến ban điều hành của AVAX, cũng như là chưa có không có quyền tham gia vào những cái câu chuyện pháp lý của bên phía Avalab và AVAX, mà chỉ hỗ trợ bên phía công ty những cái trường hợp pháp lý nhỏ nhỏ thôi. Đó, thì ông cũng trình bày rất là cụ thể ở đây, và ông nói rằng là thực sự là chúng tôi không có lỗi trong cái câu chuyện này, đây chỉ là phết mà thôi. Đó, thì á, ngay thật bất ngờ ngay lúc đó anh em, thì CEO Binance đó thì ông cũng lên, ông bình luận về cái câu chuyện này, đúng không? Thì hồi nãy mình mới chiếu cho anh em là CEO Binance đăng cái đó, giống kiểu là bày tỏ sự thất vọng đối với AVAX mà ông xóa. Nhưng mà ngay sau khi mà được cái lời giải bày của CEO AVAX đó thì ông đăng lên, thì ông nói là cái câu chuyện này thì dường như nó đang có một cái số vấn đề ở đây, nó có hai mặt ở đây. Đó, và ông đang nghĩ rằng đó là đã có một cái người nào đó, một cái kẻ nào đó đứng sau để mà giật dây cái bài báo của CryptoLeaks để mà khiến cộng đồng sợ hãi đến như vậy. Đó, thì mình đọc tới đây thì mình cũng đã cảm thấy được rằng là có lẽ bây giờ cái sự việc nó dần dần nó được tháo gỡ ra rồi đó anh em. Đó, thì đây là cái lời giải bày rất là xác đáng của CEO AVAX. Rồi, và tiếp đến chúng ta có một cái lời giải bày thứ hai nữa, đó chính là bên phía của CEO Ripple. Như anh em thấy á, thì hồi nãy mình có trình bày cho anh em đó là trước khi chúng ta có cái câu chuyện công ty luật đó với AVAX, thì trong quá khứ công ty luật đó cũng đã móc nối với Ripple trước rồi. Thì CEO Ripple đó thì ông cũng đã lên trang cá nhân của mình để mà ông khẳng định rằng là ông chưa bao giờ gặp ông Kairos đó để mà ký kết hợp đồng tài trợ, tài chiết gì cả. Và Ripple cũng không liên quan gì đến cái vụ này. Đó, thì ông cũng đã có một cái lời khẳng định khá là đanh thép ở đây, đó là ông không có liên quan gì hết, và cả Ripple cũng như cái công ty luật đó không có liên quan gì hết. Và bên phía cộng đồng của Ripple đó anh em, mặc dù họ không có bị gọi là họ không có bị nặng nề như AVAX, nhưng mà dẫu sao thì những cái dữ liệu mà CryptoLeaks đưa ra cũng đã giống như kiểu cũng đã nhắc nhẹ đến họ, đúng không? Nhắc nhẹ đến đồng Ripple của họ, thì họ cũng đã đưa ra những cái bằng chứng để mà có thể bảo vệ cho Ripple. Đó chính là họ nói rằng là thực sự là khi mà chúng ta nhìn kỹ vào cái bài viết của CryptoLeaks đó thì nó có những cái dẫn chứng như là according to Kai nè, nếu mà chúng ta dịch ra tiếng Việt đó thì theo cái lời mà ông Kai nói. Vậy thì cái việc mà bạn viết một cái bài báo, bạn không trích dẫn nguồn mà bạn chỉ nói là theo ông này nói, theo ông kia nói, đúng không? Thì dường như là nó không có một cái tính xác thực gì ở đây cả. Và bên phía cộng đồng của Ripple thì họ cũng đã rất là ủng hộ Ripple trong cái trường hợp này. Vậy thì chung quy lại chúng ta có gì? Chung quy lại chúng ta có một cái bên là gọi là CryptoLeaks, First, AVAX, và đưa ra hàng loạt bằng chứng đó bằng cả video và chữ viết. Đó, và sau đó AVAX đâm rất là mạnh anh em. Đó, mặc dù là một trong những cái đồng coin top, nhưng mà sau đó thì chúng ta cũng đã có những cái mà giải bày những cái lời bằng chứng xác thực từ bên phía AVAX ủng hộ Solana như thế nào trong quá khứ. Đó, những cái tài liệu đó có nguồn đàng hoàng và có chữ viết đàng hoàng luôn. Sau đó chúng ta có lời giải bài của CEO AVAX, và cuối cùng là chúng ta có lời giải bài của CEO Ripple. Thì dường như bây giờ cái câu chuyện là mình hoàn toàn đứng nghiêng hẳn về phía của AVAX rồi. Đó, thì dành cho những anh em nào mà đang bị hoang mang bởi những cái first vừa qua thì anh em có thể hiểu được hơn cái câu chuyện này ha. Rồi, thì tiếp đến thì trong sáng hôm nay chúng ta cũng có một cái bằng chứng thứ ba, cũng là cái bằng chứng cuối cùng luôn. Thì tiếp đến á, thì là cái ông mà nhà sáng lập của cái công ty luật đó anh em, là cái ông Kairos đó, thì ông mới nộp đơn lên tòa án của Mỹ để mà ông nói là ôi thôi bây giờ là cho tôi rút vụ kiện ra khỏi những cái mà công ty mà chúng tôi, mà cái công ty luật của tôi đang kiện, như là Tether là một nè anh em, Tether là một, Bitfinex là hai, Tron là ba, và Bismarck là bốn. Thì có vẻ như là đây là một cái lời gọi là một cái tuyên bố rút lui anh em, một cái tuyên bố rút lui thầm thôi chứ không có phải là công khai nha mọi người. Thì mình là nhà đầu tư thì mình nghĩ rằng là khi mà nhìn vô cái tin này thì mình chắc chắn là mình biết là bên nào thắng và bên nào thua rồi, đúng không? Thì dẫu sao thì đây cũng là một cái first khá lớn của AVAX, và mà cuối cùng thì mọi chuyện nó cũng đã sáng tỏ rồi. Thì mình hy vọng rằng là AVAX họ sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới để đem lại hơn nhiều cái giá trị cho cộng đồng. Và mình tin chắc rằng là không chỉ riêng AVAX đâu, mà trong tương lai cũng sẽ có nhiều cái dự án họ làm ăn tử tế mà họ sẽ bị first như vậy trên thị trường mà thôi. Tại vì đây là một trong những cái giai đoạn khá là nhạy cảm anh em. Đó, thì ngoài AVAX thì anh em biết rằng là chúng ta cũng có một cái đồng coin khác cũng khá là nổi
trong tuần này đó chính là Taylor, cái đồng TRB đó anh em. Thì về tổng quan thì cái vụ first của Taylor thì nó cũng không có phải rằng là nó quá là dài dòng, quá là phức tạp như Avax đâu. Thì chỉ đơn giản là anh em thấy là trong vòng cỡ khoảng từ tháng 7 đi, từ tháng 7 ở đây mình có cái chart mình chụp lại cho anh em. Đó, từ tháng 6, tháng 7 thì Taylor tăng dường như là tăng gấp 4 lần anh em. Đi ngược bão luôn, đi ngược Bit và Ethereum luôn. Đó, thì cái lý do mà Taylor đâm là gì? Thì cái việc mà tăng trưởng nhanh chóng như vậy đó anh em, thì trong thị trường của chúng ta có một cái câu chuyện là khi mà bạn đi quá nhanh thì bạn sẽ sập cũng rất là nhanh. Thì Taylor mình dường như là mình đánh giá cũng như vậy. Tại vì khi mình nhìn vào cái giá trị cốt lõi của dự án thì dường như là cái động lực của nó khá là yếu anh em. Tại sao mình nói là yếu? Thì ở đây anh em thấy rằng là Taylor họ cũng là một dự án Oracle khá là tiềm năng, nhưng so với những ông lớn như Ben Protocol hay là Chainlink thì dường như là bị tụt khá là sâu, đúng không? Không có cạnh tranh lại, khi mà khách hàng của Taylor thì chỉ dừng lại ở khoảng là chưa tới 10 khách hàng anh em. Đó, và cái lý do để mà Taylor pump á, thì mình lục lại trong quá khứ thì tầm tháng 7 thì họ có công bố một cái mối quan hệ đối tác với lại Algorand. Thì cái blockchain Algorand này cũng khá là lớn, thì đây là một khách hàng mình cho rằng là lớn của Taylor từ trước đến nay luôn, lớn nhất luôn. Nên có lẽ là đây là một cái tin tức để mà có thể cho cộng đồng FOMO Taylor chẳng hạn. Đó, chứ còn mà anh em lên Twitter của Taylor thì anh em thấy rằng là từ đầu năm tới bây giờ hoặc là thậm chí trong quá khứ nữa thì họ chỉ có những cái tweet đơn giản như vậy thôi, như là những cái dev Taylor call này, tức là những cái cuộc họp đối với đội ngũ dev rồi ngồi nói chuyện với nhau bàn luận thôi, chứ không có bất kỳ một cái cập nhật lớn nào cả. Đó, thì không có lý do gì để mà Taylor bay cả. Thì đó là mình đang nói về cái câu chuyện gọi là động lực. Đó, và cái thứ hai đó chính là cái cash flow, tức là anh em biết được rằng là từ tháng 6 kéo tới nay, đúng không, khi mà thị trường điều chỉnh tất cả đều đỏ lửa, đều giảm giá, nhưng mà tự nhiên Taylor bay, thì dĩ nhiên những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ như mình hoặc là anh em hoặc là những người ở ngoài kia, họ sẽ thấy là sao Taylor tăng trưởng mạnh thế, họ sẽ bắt đầu họ chuyển dịch cái dòng tiền của họ từ những cái dự án họ đang nắm giữ, họ chuyển qua Taylor, và cứ thế cái lệnh nó cứ gấp xếp lên thì nó sẽ đẩy dòng vốn của Taylor lên rất là cao, nên vì thế nó sẽ tăng. Nhưng mà tới một cái ngưỡng nào đó, đúng không, tới một cái ngưỡng nào đó, khi mà những cái giá trị nội tại mình vừa nói đó, thì những nhà đầu tư thì họ cũng phải biết chứ, họ cũng phải lên đọc, thì họ sẽ cảm thấy thời điểm bây giờ có lẽ tăng quá như vậy rồi, thì họ nên chốt lời bớt. Thì cứ người này nghỉ, người kia nghỉ thì nó lại đẩy xuống. Và nhất là trong cái giai đoạn mà khi anh em thấy cái ngày mà Taylor đâm thì Bit cũng đâm mà. Đó, thì dĩ nhiên đó là hai cái lý do mà mình có thể tìm ra được cái lý do đâm của Taylor thôi. Nhưng mà một cái lý do khác mà tại sao mình lại nói first, đó chính là cái việc mà hợp pháp hóa đó anh em. Thì trong tối đó khi mà Taylor đâm có khoảng vài giờ mà đâm hơn 30%, thì đã có nhiều cái cộng đồng mạng cũng nhiều nhân vật họ nói rằng là có lẽ là CEO của Taylor bị bắt anh em, bị bắt. Đó, thì họ chỉ dự đoán như vậy thôi, nhưng mà cái tin tức này đó không có được Taylor xác nhận ngay tại lúc đó đâu, mà khoảng là 6-7 tiếng sau thì Taylor mới xác nhận. Nên vì thế trong 6-7 tiếng đó thì những cái tin đồn này nó cứ từ người này qua người kia. Đó, anh em nào mà thức tới cái giờ đó, anh em sẽ thấy rằng là ở trên Twitter ai cũng nói là CEO Taylor bị bắt. Rồi có người còn nói rằng là cái việc mà giao dịch Taylor thực tế trên cái sàn giao dịch là thanh khoản khá là kém, nên có thể dự án đã rút pool người dùng hay sao. Đó, và có nhiều người dùng họ nói là cái việc mà Taylor tăng trưởng nhanh như vậy là do có một đội MM, là đội market maker đó anh em, đẩy giá lên xong rồi xả giá xuống. Thì tổng hợp là ba cái chiêu trò này là sẽ khiến Taylor sẽ về lòng đất thôi. Đó, thì nó có những cái phớt rất là nặng như vậy, nhưng mà khoảng 6-7 tiếng sau thì CEO Taylor đã xác nhận rằng là họ đang làm việc trong cái quá trình mà Taylor bị đâm như vậy, thì họ đang làm việc với nhau để mà chuẩn bị ra một cái nâng cấp mới, ra một cái bản testnet cho nâng cấp mới là 360, và tất cả mọi chuyện thì nó vẫn ổn, CEO Taylor cũng không bị bắt và đội ngũ cũng chả bị gì cả. Đó, thì đây chỉ là một cái phớt khi mà giá bị lao dốc quá là mạnh thôi, nhưng mà sau cái lời đính chính của CEO Taylor đó là bà Brander đó, thì ngay thời điểm mình thực hiện bài viết này á, thì và mình đưa tin cho anh em, thì giá của Taylor vẫn chưa có hồi phục anh em, vẫn đang giao dịch ở cái mức gọi là 19 đô thôi. Đó, rồi, và đây là cái bài Taylor mà bên mình cũng đã làm, cũng đã gửi cho anh em một những cái dữ liệu so sánh của Taylor đối với là Ben Protocol và Chainlink. Thì anh em thấy nó có những cái bản so sánh ở đây, và chúng ta cũng có những cái điều mà mình nói vừa nãy, như là về cái việc gọi là khách hàng của Taylor khá là ít. Mà khi khách hàng khá là ít thì anh em sẽ lấy đâu ra cái nguồn doanh thu, đúng không? Anh em sẽ lấy đâu ra cái nguồn doanh thu để mà có thể phát triển dự án thêm nữa. Đó, khi mà chúng ta thấy là những cái dự án đại diện hơn Taylor khá là nhiều, như là Chainlink hoặc là Ben Protocol, trong giai đoạn này họ cũng đang gặp khó khăn mà. Vậy thì không có một cái lý do gì để mà Taylor tăng kinh khủng như vậy được. Đó, thì cái bài viết này thì tầm khoảng tháng 7, tháng 8 năm ngoái, thì lúc đó thì bên mình thống kê chỉ có khoảng từ 4-5 dự án là đang sử dụng cái giải pháp Oracle của Taylor mà thôi.
Và tiếp đến chúng ta có một cái thông tin cũng khá là thú vị sáng nay, và đây cũng là một cái thông tin cuối cùng luôn, vì mình cho rằng là cái video này cũng khá là dài rồi. Đó chính là tỷ phú Michael Saylor, CEO cũ của MicroStrategy, đã bị chuẩn bị kiện vì trốn thuế anh em. Đó thì chúng ta đã có một cái thông tin chính thức từ Bộ trưởng Tư pháp của Washington DC, đó chính là K.L. Reason. Thì ông đã nói rằng là ông chuẩn bị kiện CEO của MicroStrategy vì tội trốn thuế. Và cái cụ thể cái vụ việc này sao thì mình xin trình bày ngắn gọn cho anh em. Tức là chính quyền của Washington DC đã cáo buộc ông Saylor đó là đã nói dối về cái việc cư trú ở Florida. Nhưng mà cái nơi này đó là cái nơi mà không áp thuế thu nhập cá nhân nè. Nhưng mà trong khi thì ông Saylor lại đang thực sự sống ở Washington DC. Và cái việc mà trốn thuế là CEO cũ của MicroStrategy đó là trốn thuế tới 25 triệu đô anh em. Tới 25 triệu đô. Đó. Và cái việc mà cáo buộc kiện này đó thì bên phía của chính quyền họ còn đưa ra những cái bằng chứng như là anh em thấy được rằng là Michael Saylor là ông một cái người rất là cuồng Bitcoin, và ông lên mạng, ông hay đăng tải những cái việc mà ông ủng hộ Bitcoin như thế nào trên trang cá nhân của ông, đúng không? Thì ông cũng đã từng nói rằng á, ông cũng đã đăng tải một cái dòng trên trang cá nhân của ông rằng á, là Bitcoin là một công cụ lý tưởng để trốn thuế đó, và nhà đầu tư có thể mua Bitcoin, rồi tuyên bố rằng đã làm mất private key để không bị dò xét cái việc thuế má này. Thì đây là những cái bằng chứng mà bên phía chính quyền Mỹ bây giờ họ moi móc ra để mà họ có thể họ chuẩn bị kiện Michael Saylor. Thì đây là một cái thông tin cũng khá là thú vị, tại vì anh em biết Michael Saylor một cá voi nắm giữ rất nhiều Bitcoin luôn, mình nhớ không nhầm là trên 128.000 Bitcoin, mà bây giờ là lại bị cáo buộc trốn thuế thì nghe nó rất là buồn cười, đúng không anh em? Và chúng ta hãy nhìn qua một tí về các khoản đầu tư của Michael Saylor đi. Thì anh em biết với cái giá BTC bây giờ đang rơi ở ngưỡng là 19.900 thì MicroStrategy đang tiếp tục lỗ hơn 1,4 tỷ đô la nha anh em. Đúng vậy, anh em không nhìn nhầm đâu, là hơn 1,4 tỷ đô la. Trong khi mình nhớ cách đây 3 tuần mình làm cho anh em một cái video để mình cập nhật về cái tình hình của MicroStrategy khi mà Michael Saylor nhường lại cái vị trí CEO cho ông Phong Lê. Thì lúc đó cái khoản lỗ của MicroStrategy chỉ rơi vào tầm khoảng là 900 đến 1 tỷ thôi. Nhưng mà bây giờ khi giá Bitcoin tiếp tục và sideways và đâm nhẹ xuống thì bây giờ nó đã lên thành 1,4 tỷ rồi. Một cái con số khá là khủng khiếp, và mình không biết được rằng là MicroStrategy họ có đang suy nghĩ tới việc cắt lỗ khi mà họ thay thế CEO hay không. Nhưng mà một cái khoản đầu tư mà rất là lớn ở đây, đó giảm tới 35,25%, thì mình cho rằng nó rất là nặng nề đối với một cái công ty đầu tư lớn như vậy. Đó, một cái khoản đầu tư lớn như vậy. Đó anh em. Rồi, thì video cũng khá là dài rồi nên mình cũng xin tạm ngừng tại đây ha anh em. Và hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha. Bye bye.